không phải là đường của em. Em đang đúng ở phẳng đường nào? Đường nào? Thì anh ý là cái đường, cái biển kia là đường của đường nào? Của đoạn đấy thôi. Của đoạn đấy ạ? Vâng, cái biển có đoạn 3 từ đâu đến đâu. Nhưng mà anh biết là cái biển có hiệu lệnh từ đầu đường kia cái phương tiện có cái biển cắm. Có khoảng cách đâu, có đoạn đường đâu. Nó chỉ có giới hạn từ cái biển, mà biển chỉ có hiệu lực đến Nga Ba thôi. Anh phải hiểu là có biển và biển kết thúc. Nhưng kết thúc ở đâu? Nga Ba nào? Anh xuống kia nhìn một biển khác. Cái biển khác không có trọng, nhưng chỉ có hiệu lực đến Nga Ba, và đến Nga Ba nó có cắm nữa thì mới có phạt được nữa. Anh mới có hiệu lực. Đây là một con đường chứ không phải đây là Ngã Ba. Anh nhìn thấy cái Ngã Ba nào đâu ạ? Đấy, Ngã Ba và chờ lên. Bắt đầu từ ngã tư mỏ chè này là đấy không gọi đường anh ạ. Bắt đầu không gọi đường. Xe đi vào đường. Xe người ta đi vào đường nhưng đấy không gọi đường, đường liên tỉnh. Anh làm như em cứ ngày nào em đỗ ở xe ở đây. Đây nhà em ở đây thì ngày nào tôi thông báo anh lỗi rồi, anh xuất hiện giờ là cơ quan công an điều tra. Em bảo em, anh chưa xin lỗi rồi em, tại vì lỗi của em thì biển báo em gặp tiếng Ngã Ba là cái hiệu lực rồi đó. Ngã Ba tôi lại thông báo lại cho anh biết là đấy không phải là đường. Sao lại không là đường? Đấy là cái gì? Đường vào chợ không phải là đường chứ. Sao lại đường vào chợ không phải là đường? Anh có đi ô tô vào đấy mà. Sao không vào được? Ô tô vẫn chở hàng vào đấy mà đấy. Ô. Anh có xuất hiện giờ. Em có xuất trình bây giờ nhưng mà em, anh thông báo lỗi của em là em cứ đúng, tại vì em biết là xe vẫn đang đổ máy. Báo lại lần thứ hai cho thứ anh. Thứ hai là anh đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ. Em bảo rồi, cái biển em không đỗ sau cái biển cấm đỗ, tại vì biển cấm đỗ qua hết Ngã Ba rồi. Và thứ hai là xe vẫn em vẫn đang đổ. Đấy, mà em bật khẩn cấp. Tôi yêu cầu chủ phương tiện 30. Đấy, em xuất trình thì em xuất trình, nhưng mà em đã kiểm em vừa mới gật đây vào, vừa vào mua cái đậu đây mà. Lấy em đây mấy cái đỗ cơ. Mấy cái đỗ đỗ tôi không biết tại sao lại đây. Chưa? Đây là cái chỗ không sẽ không có đỗ xe nữa, và tôi yêu cầu là tạm dừng, cấm dứt ngay việc vi phạm hành chính. Bây giờ anh mời anh lấy xe về trụ sở công an quận để làm biên bản. Không, anh phải lấy cho em đây nhá, làm cái biên bản đấy. Bây giờ tôi mời anh di chuyển phương tiện lên chỗ khác để làm biên bản. Anh cứ để ấy, em đang lập biên bản thì anh cứ lập biên bản luôn, xe cho em đặt. Nhưng mà hiện tại nhá, tôi thông báo cho anh biết nhá, cái phương tiện của anh ấy hiện tại là đang đỗ ở nơi có biển cấm đỗ. Tôi yêu cầu là chấm dứt hành vi vi phạm hành chính. Đang làm giấy tờ cho em đây mà. Nhưng mà anh buộc phải chấm dứt ngay vì vi phạm chính. Và anh đã phải buộc phải đi chở đi khác. Anh bị trừ biên bản. Tôi sẽ lập biên bản tại đây. Tôi sẽ lập biên bản tại đây. Anh đi xong rồi em đi. Em cầm biên bản em đi. Nhưng mà tôi yêu cầu là anh điều khiển phương tiện đi ra khỏi biển cấm đỗ. Vâng, giải đấy được rồi. Vàng vẫn đang làm đây này, dưới Ngã Ba đây này. Anh đưa đi đây. Đây này, đấu này. Xe vàng đỗ ở đâu ạ? Đấy, anh có đỗ ra lòng đường không ạ?
Đang đỗ trên vỉa hè đấy, nhưng vỉa hè trong ngoài kia mới đưa nó. Thế tại sao là xe đấy lại nó không phải vào đây? Anh đã tham gia giao thông, anh không thể nói, anh không biết được. Anh viết biên bản này. Anh yên tâm. Thôi anh cho em xin. Chắc chắn là có theo biên bản của anh. Rồi. Nhưng mà anh phải chuẩn. Thì anh buộc phải chuẩn. Em đang đợi biên bản của anh chuẩn. Còn em tên em anh xin rồi. Biển báo nó bảo mình báo dừng đỗ vô làm đây ngã ba đây, không biển báo không các thứ. Xe mình đang dừng khẩn cấp. Rồi xe vẫn đang đầy vỉa hè đây. Anh ơi, lâu nhỉ? Có em còn bao nhiêu lâu nhỉ? Em xin cái tên anh ấy nhỉ? Em là anh Dương Tuấn Vũ, 174543. Đấy, giờ đi làm đây không giấy tờ, đang đợi về nhà lấy đây. Tôi yêu cầu nha, anh nói, anh phát trực tiếp đúng không? À vâng, em vẫn phát từ đấy mà. Tôi nói cho anh biết nha. Tôi nói cho anh biết một... Nếu ấy, anh phát lại đưa thông tin không đúng giật đấy. À đây, em đây đúng, em quay từ đầu cuối đoạn đường. Rồi, em quay rồi. Tôi nói trước cho anh biết. Đấy, còn anh, em đang đợi biên bản nhưng mà các anh đi làm còn không lập biên bản nên em đang đợi giờ đấy, không biết đợi bao giờ. Mà nhà em đang... Nhưng mà giấy tờ đâu để lập luôn cho em không đợi được đâu, tại vì thế này. Cái thời... Anh sở để biết anh hạn chính là anh không về, tôi sẽ... Cái thời gian của em nó giờ cuối năm thì rất là bận. Đấy. Đó. Thế bây giờ anh đi chơi hay đi làm anh thì ấy, em bây giờ em xuất trình giấy tờ luôn cho anh rồi. Đó. Em không làm gì giờ, em đang có việc thôi mà anh bảo em yên tâm. À, nhanh nhanh lên, em còn bao nhiêu phút đâu, bao nhiêu giờ rồi? Giờ là 3:30 rồi. 4 giờ em đang có việc. Lên xe đi. Đấy. Rồi. Tiền. An tâm là có tiền tiêu hết lo gì. Ờ.
đâu, cứ đứng đấy, xe cái này đây ra. Uyên ơi. Hả? Anh hẹn ngày mấy rồi? 7 ngày làm việc. Ngày 9 thứ 7 ngày sau ra Tết. Ra kia
Ra Bạch Giang kia. Bảo anh ấy bảo thì là tôi không đông thì lỗi đi thôi. Ừ, đi thôi. Ngày bao nhiêu nhỉ? 19 tháng 2. Ok. Em xin lại giấy tờ đi điểm. Cái tên trả đấy gì mà có cái bản có bản tên có số hiệu thứ gì nữa.
Anh ơi, anh tên là gì anh? Đi làm chả có bảng tên à? Vâng, em chưa được cấp phát chưa? Vâng. À, chưa cấp phát à? Chưa cấp phát, công an đi làm chưa cấp phát ạ? Cái bảng tên. À không, không, em đừng nói gì. Dạ vâng, em mới đi học về anh ạ. À, thế là đã được đi làm rồi á? Em đâu đi làm rồi em. À, rồi, rồi, rồi. Dạ vâng. Thế thì cái hồ sơ này thì ai ký tên đấy? Dạ. Cái hồ sơ anh đang làm là nhưng mà anh có trực tiếp ở chỗ này bọn em không mà được ký tên ạ? Tên của em à. Anh có ở chỗ này có anh có ở đây đâu, anh được gọi đến đây mà. Anh ấy được gọi đến đây không? Em không hề thấy anh. Em chỉ làm việc đúng, em chỉ được lập biên bản với người thôi. Biên bản khắc ký tên, ký cái gì rõ tên, người lập biên bản thì gọi ở chỗ cơ quan công an đến đây ạ. Thế người ta